Không có nói được đâu mà hát. Nói thì ông hát được mà. Ông không hát. Ông không khỏe thì ông hát kiểu không khỏe đi. Hát bài gì? Hát bài chúc mừng sinh nhật đấy ạ. Nhưng mà ông chỉ biết hát dân ca thôi. Thế cơ à? Thế ông hát cho con nghe đi. Dân ca tao hát bằng tiếng Anh. Quá hay luôn. Thế ông hát cho con nghe đi. Riêng về ngại ngữ là tao hơi bị tởm. Bây giờ tao hát bài sinh nhật tiếng Anh nhá. Vâng ạ, ông hát đi ạ. Hát theo điệu. Điệu Lý gì? Qua cầu. Lý qua cầu à? À được rồi, Lý qua cầu con biết rồi, con nghe thấy rồi. Chỉ có con mới dịch được ông thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật của chính tao đây này. Ôi dồi ôi. Happy birthday to you. Hôm nay sinh nhật tuổi 81. Ngược lại là 18. Tết 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 đến rồi. Tết tết đến rồi. Tết 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 đến rồi. Tết đến trong tim mọi người. Tết 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 đến rồi. Không biết sao con cứ nghe cái nhạc này, con chỉ muốn chạy ngay về nhà thôi ông ạ. Nhà mày ở gần đây, mày về nhà làm gì? Con chả biết sao, con cứ nghe cái tiếng nhạc Tết này, con chỉ muốn chạy ngay về nhà với bố mẹ con thôi. Thế có phải con bị hâm không nhỉ ông nhỉ? Mày không hâm, mà mày cực kỳ hâm. Sao ông nói con thế? Tao tưởng nhà mày cách mấy trăm cây số. Nhà mày cuối ngõ, nhà tao đầu ngõ. Mà nghe tiếng nhạc Tết cũng đòi về là thế nào? Thì bây giờ Tết thì ai chẳng muốn về nhà ông. Mà ông ơi, hôm nay ông có nhớ ngày gì không? Hôm nay dỗ ai? Sao lại dỗ ai? Ông này, ông nhắm mắt vào, ông chờ con tí nhá. Chờ con tí thôi nhá. Vậy chờ gì đấy? Không hiểu con này nó giúp việc. Nhưng từ ngày nó giúp thì bảo sao mình nghe vậy. Tự nhiên nó đang đậu xin mà thành mẹ chậm, mày. Chậm thôi. Con này đúng là nó khốn nạn thật. Ông mở mắt ra đi. Tèng 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 tèng. Gì đây? Bánh sinh nhật. Số gì đây? Số 18. Ông tôi chết rồi. Con ấn lộn ông ạ. 81 con ấn thành 18. Mày... tuổi thật 81 nhưng tuổi sinh nhật tao 18. Ôi giời, đúng mày rồi. Quay ra trước đi. Đây, sinh nhật ông năm nay 18 tuổi. Hôm trước ông mới nói con ông quên à? Ê, từ ngày tao tai biến mạch máu mồm đến giờ. Ôi giời. Ông nhớ gì đâu. Này. Dạ. Ông nọ vay ông 300 đi chờ, ông vẫn nhớ đấy. Nhớ đâu, con đưa ngay cho ông rồi. Ông tai biến kiểu gì mà ông nhớ thế? Ông ơi, bây giờ con bảo ông này nhá. Bây giờ ông nhắm mắt vào xong rồi ông mở mắt, ông thổi nến nhá. Ông thổi nến nhá. Nhắm mắt à? Nhắm mắt. Ông thổi nến à? Vâng, ông ước đi, ông ước đi. Nhưng xong... mà nhớ thổi nến răng cho văng vào mặt mày thì sao? Có thể con bịt lại. Ông vừa thổi con vừa bịt lại. Nào, hai, ui giời, gấp thổi thế làm sao nó tắt được, mạnh vào. Ui dồi. Cái bánh này không biết đi có ăn được không. Đầy nước bọt của ông. Chúc mừng sinh nhật ông. Con chúc ông bước sang một tuổi mới. Ông có thật nhiều sức khỏe. Ông lúc nào cũng nở nụ cười ở trên môi. Happy birthday ông. Mày là con khốn nạn. Chúc mừng sinh nhật ông là bắt tao ngồi chéo. Thế này là đường hình tao hảo. Con xin lỗi ông. Ông suốt ngày ông chỉ chửi con thôi. Ông có sinh vui không? Vui. Ông có vui nhưng không? Nhưng mà cũng buồn. Ông sao ông buồn? Bố mẹ mày là con nuôi. Nên nhưng mà lại còn tốt hơn con đẻ. Thôi, ông đừng buồn nữa, ông lại sắp khóc rồi kìa. Ông phải vui lên. Mấy tháng nay là con thấy tình trạng sức khỏe của ông là khỏe lên rất nhiều rồi ông ạ. Ông phải vui lên nhá. Khỏe cái gì? Mày cũng thôi. Ngày xưa sáng sớm chiều trưa. Bây giờ chỉ có lứa thứa gọi là ngày
như sắt như rồng, như đinh đóng cột như rồng phun mưa. Thôi bây giờ như cải muối dưa, mười tháng minh mạng thì vẫn chưa thấy gì. Ôi ông đấy, ông đấy chưa, ông tai biến mà ông đọc thơ mà người ta còn phải vỗ tay đấy. Thôi hôm nay sinh nhật ông đừng có buồn, hay là ông hát tặng con một khúc hát mừng sinh nhật được không ông? Mày con nói được đâu mà hát. Thôi để ông hát được mà, ông không hát. Ông không khỏe thì ông hát kiểu không khỏe đi. Hát bài gì? Hát bài chúc mừng sinh nhật đấy ạ. À? Nhưng mà ông chỉ biết hát dân ca thôi. Thế cơ à? Thế ông hát cho con nghe đi. Dân ca tao hát bằng tiếng Anh. Ui, quá hay luôn. Thế ông hát cho con nghe đi. Riêng về ngại ngữ là tao hơi bị tởm. Ui dồi. Bây giờ tao hát bài sinh nhật tiếng Anh nhá. Vâng ạ, ông hát đi ạ. Hát theo điệu. Điệu Lý gì? Qua cầu. Lý qua cầu à? À được rồi, Lý qua cầu con biết rồi, con nghe thấy rồi. Chỉ có con mới dịch được ông thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật của chính tao đây này. Ôi trời ơi. Happy birthday to you. Hôm nay sinh nhật tuổi 81, ngược lại là 18. Đại biến mà nhớ 81 lộ lại 18. Thôi con bảo này ông ơi, bây giờ nhá, con đưa ông đi sưởi nắng thôi, không có tí nữa trời nó lạnh ông nhá. Mày tử tế cho tao sưởi chỗ nó vừa nắng thôi. Mày đưa tao đúng mặt trời dọi vào đầu tao, bia tai biến lần hai cả họ. Ông mày yên tâm, con biết rồi. Bây giờ con để cái bánh ở đâu bây giờ đây này? Mày mang đi. Mang kiểu gì ông bây giờ? Mày ra ngoài đây, ông đỡ cho con. Đấy, ông ôm một người thế nhá. Đỡ mày nữa. Con đi cho ông đi sưởi nắng đây. Hai ông con mình đi thôi. Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. Đến trong tim mọi người. Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. Khổ quá. Mấy cái ông bà này hẹn mới chào hò, giờ này vẫn chưa thấy mặt đâu. Thời gian một phút cũng là tiền ấy chứ. À đấy. Tao cờ bạc lo đề công việc bận bịu đa đành. Mày không nên việc xuống gì giờ mới vác mặt cái về đây hả hả? Cuối năm nhà đang bao nhiêu việc, giải một đống tiền ra cho chúng nó bóc họ. Bây giờ chúng nó ôm tiền, chúng nó trốn cả loạt rồi. Tôi sắp vỡ nợ rồi đấy, ông có biết không? Nó vỡ nợ là chuyện của mày, nhưng mà gia đình quan trọng mày phải vác mặt về đây trước tao chứ. Mày như thế là con mất dạy nhá. Tóm lại cậu gọi chị với ông Tâm về có việc gì mà gọi đốc gọi đáo như thế hả? Này, hai cái ông bà này, cái việc trọng đại như thế mà cứ như là chuyện đùa ấy à? Bố toạch rồi à? Bây giờ mấy tháng trước con còn chat live stream với bố, bố còn cười. Bây giờ có mấy tháng bố đã đi rồi. Con thề. Từng đêm con sẽ ngồi đây khóc thầm nhớ thương cha già. Vàng tiền đâu cha. Ngoan lắm. Bỏ đi sao nỡ, không trôi trăng tặng con khờ. Nhà đất tinh làm sao con bé bỏng ngây thơ. Bố tèo thật an vui, để lại con nụ buồn. Tiền dấu găm đâu. Giờ con lo lắng, lo sẽ chơi nhau gia tài nếu chia không đều. Tình cảm đệ huynh chẳng may mâu thuẫn, đâm chém nhau vì tí tiền. Bọn nó rất nhiều mưu, không sống thật như con. Nhất là con béo này, con béo này.
nay thấy anh hát tổng thế này không vỗ tay động viên anh hát à? Mặc dậy. Mà này, bố chết thì mày phải lu loa khóc lên tí cho vui cửa vui nhà chứ mặt trơ ra thế à? Ôi bố ơi là bố ơi. Ôi thầy ơi là thầy ơi. Ở cái nhà này ai là người thương thầy nhất, có hiếu với thầy nhất ngoài con. Thế mà thầy nỡ lòng nào thầy ra đi không chăn chối với con nửa lời như này, con sống làm sao được thầy ơi. Tiếp đi. Alo. Cái gì? Nó ôm tiền trốn thế á? Chúng mày chia người ra, tóm cổ nó lại cho tao. Không tìm thấy nó, lao về quê nhà nó, đau mà bố cho nó lên. Ôi thầy ơi là thầy ơi. Đau xót quá thầy ơi là thầy ơi. Cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời thầy là không nghe theo lời con. Giá như mà cái ngày ấy thầy bắn quách cái nhà này đi theo cái lời của con xui ấy, cho đứa cổ phần tiền cho con, con đưa giải ra cho chúng nó bóc họ, thì bây giờ có phải lúc chết như thế này rồi thầy vẫn tha hồ tiền mà tiêu không mà thầy ơi là thầy ơi. Kinh, có hiếu chưa? Khóc mà không thấy giọt nước mắt nào. Bố đã chết đâu. Cái gì? Chưa chết á? Chưa chết thật à? Đúng rồi, cách đây 6 tháng chị về thăm thầy, thấy thầy vẫn mạnh khỏe bình thường. Bây giờ bảo chết chết làm sao mà nhanh như thế được ông Tâm nhỉ? Mày giết tao rồi. Ê, chờ tao thí. À xin lỗi. Tình hình thế này nhá, báo với công đoàn với cả các cái ban ngành đoàn thể là bố mình chưa chết nhá. Sắp chết, từ từ, hoan, đại khái là ai mà gửi phong bì rồi thì cứ đưa cho tớ nhá. Bà Nhân ơi, ông Tâm thế là hỏng một vụ làm ăn lớn. Chết rồi. Bốn mạng, lần sau thông báo phải rõ ràng. Mày nói cái mập mờ thế, trên đường về tao tưởng mất mẹ cha rồi. Thôi, ông bà đừng có diễn nữa. Gơm, cứ làm như có hiếu lắm ấy. Ở cái nhà này ấy, ai có hiếu là mày tự biết, chả có ai ngoài tao. Từ ngày bố ốm bố ngồi xe lăn, mỗi một mình tao chi ra tiền thuốc men cho bác sĩ. Không lẽ là mày chi được đồng nào? Nào tiền, tiền là cái chó đấy. Tiền của mày quan trọng bằng công tao. Công tao đi lễ các cụ, tao lên cả núi tao lạy các cụ, bây giờ bố mới chưa chết nhá. Thôi đi. Này, cái gì ấy, nó cũng phải bằng cái hành động cụ thể. Tôi đây này. Sao? Thương bố, lo cho cái sức khỏe của bố. Bố bị liệt, không đi được. Tôi mua hẳn cái thẻ góp để cho bố đi tập đây này. Thằng khoa học không giải thích được. Mày đầu hói tóc mọc cho đẹp à? Bố chết ngồi liệt ý, thì lị đấy mày mua thẻ gôn tế bố à? Chiều sâu như anh như này. Này này, tao mua thẻ tennis luôn. Tóm lại, ông già đẻ ra cái nữ như hai ông ấy là vô phúc nhá. Bà thì làm được cái việc gì? Tôi còn chưa bóc mẽ bà đâu. Bóc cái gì? Thấy bố bị bại liệt, đem hình ảnh của bố đi khắp các con nợ, van lạy nó để nó thương nó trả tiền. Này, chưa bắt được chia cái bản quyền sử dụng hình ảnh của bố đấy. Ôi giời, cái con béo này, con kẹt xỉ, con keyboard này thì chỉ được cái nổ, thế là làm việc gì đâu. Tôi ấy là không có thời gian để xem ông bà đôi co đâu. Thời gian của tôi là vàng đấy. Tóm lại gọi chị với cả anh Tâm về có việc gì thế hả cậu? Mày có biết tao oánh bài, tao sắp ù đến nơi mà nghe tin bố chết, tao nể quá tao phải về luôn không? Có việc, anh chị cứ ngồi xuống đấy, húc khẩu. Anh ngồi vào đây. Mày cứ để tao đứng cho đỡ nhăn quần. Anh ngồi vào đây. Nhăn quần lắm, cứ để tao đứng tự nhiên. Em có ý kiến này. Kim chỉ là phải có đầu. Đúng. Anh em là phải hòa thuận, phải có nhau. Ừ. Tình hình nó là như thế này. Thế nào? Tại vì Covid năm nay mình mất nhiều tiền. Tại vì Covid năm nay là cứ liên miên. Nhà thì tăng giá nên ta phải bán chia ngay. Anh em một đứa một tay, anh em ta quyết đồng lòng. Nhà này mình bán luôn. Và ngay tiền về đây kém sẽ tiêu mọi tay. Thầy thì đang ốm anh em phải bóng bàn liền. Thầy thì đang ốm anh em phải tính cho nhanh. Nhà thì tăng giá anh em phải bán chiêng ngay. Anh em mình quyết đồng tâm, anh em mình quyết một lòng. Nhà này mình bán luôn và ngay. Bán! Tiền về đầy két sẽ tiêu mọi tay. Bán! Bán nhà và lấy tiền của anh và của tôi. Đầu tiền vào đâu mới là ý định của tôi.
tôi vừa đề ra. Quá là mày lừa tao, bán nhà lấy tiền. Nhớ anh em mình chia đồng đều, không ai giành hơn phần nhiều. Anh em kết đoàn là nhà sang ngang, nếu không kết đoàn là nhà tan hoang. Cái nhà này bán đi, mỗi đứa một phần làm việc riêng. Cái gì? Bán nhà. Ừ. Không đồng ý à? Ờ thì đồng ý quá. Này, ngày xưa lúc mẹ chết ấy, lúc đưa ra đồng chôn ấy, mẹ nói thầm là cho anh 2 mét đấy. Thế chúng mày tính sao cho phải thì tính. Này này ông Tâm, ông đứng ra đây tôi bảo, đòi thêm 2 mét để chôn cái mặt ông à? Hả? Mẹ cho người tao. Người gì mà tham thế, nhìn cái mặt ông nó hãm tài lắm. 2 mét tôi nói cho cái mặt ông biết nhá. Ngày mẹ là chuẩn bị là ra đi, mẹ có dặn dò lại là cái suất của mẹ sau này cho tôi, bởi vì tôi là con gái bé bỏng nhất nhà. À con đúng rồi, mẹ bảo chị là con gái bé bỏng nhất nhà. Đấy. Em chị nhân gia đình đi. Gia đình làm gì, đang bàn chuyện đi gia đình làm gì? Gia đình chị đứng ở cổng đình gần với con voi phục ấy. Xem chị với con voi con nào to hơn. Con gái bé bỏng của mẹ. Ông Tâm, vào lấy tôi cái cân. Cân làm gì? Cân thử bà này xem được 4 tạ 6 không? Ôi, cân kiếp thì... Nhanh lên! Vâng. Con gái bé bỏng, con gái bé bỏng. Ô mẹ bố thằng này láo nhờ. Tao là anh mày, mày quát tao là thế nào? Tao là anh mày... tôi là anh ông. Tao đập mày chết luôn cái vớ vẩn. À, con béo này nữa nhá. Cái gì? Tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Bố chết, anh thay cha. Tức là tao là cha chúng mày đấy. Tao là bố chúng mày đấy. Sao? Bây giờ quyền hình thế vụ trong tay tao quyết nhá. Chúng mày không được, tao cho chúng mày cái gì được ấy. Không được bật tao nhá, tao quánh chết luôn đấy. Này này ông Tâm ơi, tôi nhắc lại là giả sử ông già có chết, có nằm xuống thì thay ông già sẽ là ông Hiếu, chứ chưa bao giờ đến cái mặt ông nhá. Ông tuổi gì mà ông đời đứng lên thay ông già xong này. Tao hỏi mày bây giờ mày chơi tao không? Chơi cái gì? Ô, tao 2 mét à? Ô này này, 2 mét đây. Này, thám. Thôi. Nhà này loạn à? Không có anh trên em dưới à? Vâng. Không có ai là anh, không có ai là em à? Vâng ạ. Cái bà Nhân này nhá. Cái gì? Bà là em mà sao bà cứ cãi ông Tâm nhân nhuyễn là thế nào? Nhưng mà nó nói ngu. Mày ngu ấy. Đấy cứ chỉ có chú là bệnh anh rồi. Con này mất dạy lắm. Chú xin cha anh cho nó trận. Còn cả cái mặt ông nữa ấy. Là anh nó phải đáng là anh chứ. Anh mà tham như mõ. Ông đòi 2 mét để chôn ông à? Thôi bây giờ không nói nhiều nhá. Tóm lại là cái nhà này chia mấy phần? 5 phần chứ mấy. Này có 4 anh em chia 5 phần làm gì? Bây giờ nhá, ông già còn sống thì ông già một suất, ông Hiếu là trưởng một suất là 2, tao một suất là 3, cái thằng Quất kia một suất là 4, cậu một suất là 5. Đấy, thế không 5 thì mấy hả? Thầy sắp chết đến nơi rồi, chia thầy một suất làm gì cho nó tốn ra. Thầy phải có một cái suất để thầy dưỡng già chứ. Đúng rồi. Ông định ăn cả phần của thầy à? Đúng rồi đấy. Nhưng mà cái suất của thầy ấy tôi hưởng. Tôi là con út, giàu con út, khó con út. Sau này tôi hương hỏa cho ông già. Này, khôn như mày quê tao đầy. Tao tên là Tâm, tao có tâm nhất nhà. Thế cho nên là... Nên cái gì? Không 2 mét, 1 mét được chưa? 1 mét nhá. Tôi mà còn sống trên cái cõi đời này một giây một phút nào thì một phân cũng không được, chứ đừng nói 1 mét nhá. Hết 2 mét thì tụt xuống 1 mét, không có cái chuyện đấy. Mày đừng hiểu để chưa? Tao điên, mày nhường tao 1 mét có được không? Ông điên ông làm gì hả? Mày là con gái thì phá vỡ vẩn cứ bắt đàn anh như thế nào? Con gái thì làm sao? Con gái nữ lưu ngoại tộc được chưa? Không được cái gì hết. Này, tao... riêng nhà này tao... thì gái trai hả? Bằng nhau nhá. Gái trai phải bằng nhau, mẹ dặn rồi mà cái suất của tao... mẹ phải là của tao tôi. Tao điên mày quá rồi. Ê, ê, mày, ê, 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 Tâm, khổ quá. Khổ quá thì to tiếng đấy. Mẹ bố mày nhân hai mét xuống nhân, chị, một mét. Chị ghê. Mày để xuống đấy. Vâng. Anh bớt nóng. Ghê. Bớt nóng. Ô thằng này hôm nay ngoan đấy, mang ghế cho anh. Hai đứa ơi. Chúng mày đập nhau, thằng nào chết tao chôn. Thằng nào chết tao được thêm phần. Ngu lắm. Bây giờ cái vấn đề quan trọng ấy, quan trọng là ông Hiếu, ông có đồng ý bán cái nhà này không? Cãi nhau cái gì? Bán cha cái gì thế? Ôi. Ô, bác cả. Ôi, à, bác cả. Bác không về đấy. Nhân nha, bác... cả chú Tâm. Vâng, bác cả Đức. Ôi giời, lâu lắm anh em mình mới về nhá. Hello, hello. Bác quá. 7-8 tháng rồi đấy. Dạ. À, thế này, anh ra chợ làm cân lòng.
anh em mình về ngồi hàn huyên nhá, để anh đi qua đây. Không lọc mè gì đâu, hôm nay không ăn lòng, hôm nay không ăn. Bác ơi, anh em gặp nhau là thấy vui rồi. Bác ạ, không ăn uống gì cả. Không ăn à? Không. Bác ngồi xuống đây. Bác ngồi xuống đây. Em thú thật đấy bác. Có việc gì? Anh em bọn em có cái việc này. Muốn bàn với bác. Dạ. Bàn việc gì? Dạ, thưa bác. Lúc mà bác chưa về thì là ba đứa bọn em ở nhà đã tạm thời chốt với nhau rồi. Là tình hình là thầy nhà mình đằng nào cũng chết. Em hôm. Gì? Sao lại bảo thầy chết? Tao phải ý kiến chứ. Nghe nó nặng nề. Phải đâu, thầy đằng nào cũng mất. Nó đi, ăn Tết xong thầy mới đi. Cái thằng Đức, đã được cả mày nữa. Không nói ra thì người ta bảo là các cô các chú câm hay sao? Hả? Mày ăn nói thế à? Em nhớ mồm. Bác bớt nóng. Bác ngồi xuống đây. Bác ngồi xuống đây để em thử chưa ăn. Hết sức mình tính. Bác bớt nóng. Bác cả. Không phải đấm bóp gì hết. Em có ý kiến với bác cái này. Nói đi. Bác là giai trưởng. Thế bác là quyết định mọi công to việc lớn trong cái gia đình này. Tất cả việc gì anh em chúng em cũng nghe theo bác. Đúng quá đi. Thế cho nên có một cái việc rất quan trọng. Chúng em tự quyết định rồi. Lại tự quyết định rồi. Đấy là việc gì? Bán cái nhà này. Bán đi. Các cô các chú có là con người nữa hay không hả? Bố còn sống sờ sờ còn ngồi xe lăn thế kia mà đã bàn đến cái chuyện bán mua hả? Mấy bà già. Thế cái nhà giờ đang tăng giá của một đống tiền, thế không bán đi thì bỏ phí à? Hai ông bà này, hình như ông Hiếu có đi ý định ông ấy ăn cả hay sao? Từ đầu ta đã nghi rồi. Này, các chú nhá. Các chú là nghĩ anh thế nào mà lại nói câu đấy hả? Anh từ trước đến giờ anh sống như thế nào cái nhà này các chú? Sống như thế nào ấy, nhưng mà cái đồng tiền nó làm mờ mắt chả biết được đâu. Anh cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Em là phận gái nhưng mà em thì em cũng cứ thiết nghĩ như thế này. Thế nhà nào? Mình anh em đông. Thế cho nên là cái vấn đề là bán nhà đi chúng mình chia tiền nhau rất cần thiết bác ạ. Thôi, bây giờ em chả sĩ diện nữa, trình bày hoàn cảnh thật với bác đây này. Covid thì nó bùng luôn lên, người ta còn làm ăn được đúng không? Nó cứ dứ 3-4 lần, chú ánh cờ bạc toàn thua, nợ nhiều lắm. Bây giờ bác bán đi, cho em trang trải nợ đần rồi có tí tiền ra đấy, bán nhá. Thì cái việc này... Bán. Nhưng mà nó không phải là cái việc mứa rau con cá. Làm cái gì nó cũng phải có lộ trình. Bố còn đang sống, các chú các cô làm như thế, thiên hạ cái tươi có mặt cho đây này. Ai cười? Ai cười? Hạ nó cười. Thôi đi ông ơi. Ông đừng sống cho thiên hạ, sống cho cái bản thân mình này. Thế bây giờ ý chú thế nào? Thì ý anh thế nào? Anh đang hỏi là ý chú thế nào? Thì ý ông thế nào? À không. À, anh hỏi là các cô các chú bàn nhau bây giờ là thế nào, đất đai thế nào? À thì ý em đi, mấy anh em là bán đi chia đều. Bán đi chia đều? Vâng. Hợp lý đấy. Được. Thế à cô Nhân? Dạ, thì ý em cũng như ý của cậu Đức. Thì tất cả đất cát bao nhiêu bán hết đi xong tổng vệ sinh tiền lại Campuchia. Thế thôi. Cũng hay. Vâng. Thế còn là chú Tâm? Ý tao ấy. Ý em là cắt ra. Của đứa nào đứa ấy bán. Nhưng mà em hơn chúng nó 1.5 mét được chưa? 1.5 mét hơn chúng nó. Hợp lý đấy. Hợp lý cái gì? Hơn 1.5 mét là thế nào? Này, ông Hiếu ơi, ông bà phải à? Ai nói ông ừ à? Hả? Bác Hiếu, em nói thật với bác nhưng bác là trưởng thật nhưng mà bác dở hơi lắm. Gió chiều nào theo chiều đấy, 10 dặm cũng ừ, 14 cũng gật. Ông Tâm ông nói kìa, ông ấy xin 1.5 mét, 2 mét bác cũng gật. Thằng Đức nó nói, bác gù. Em hỏi thật bác mù à? Không phải là mù. Bác định như nào? Bác cả ra em bảo. Trưởng giả cái gì mà... Thế bây giờ bác có làm trưởng được không? Cái thằng này... Để em có ý kiến đây. Một số đối tượng đang định cướp cái quyền của bác đấy. Con 80, con 4 gật đấy nào. Nhưng mà cái nhà này là cứ mỗi người mỗi phách. Tôi mà không làm như thế thì có mà nó loạn hết cái nhà này lên à? Chà, tao hỏi chúng mày nhá. Tao 5 vợ, bây giờ tao thua cờ bạc thì phải cho tao hơn một tí chứ. 2 mét. Thôi ngay. Thì... Này, ông đang về nhá. Các cô, các chú không được bàn việc này nữa. Ông về ông nghe thấy là ông buồn đấy, nghe chưa? Nhỡ thầy nghe được thầy buồn thì sao? Buồn cái gì? Toàn lo bỏ thế trắng răng. Cứ cho là thầy nghe được đi, nhưng vấn đề là thầy có bật lại được bọn mình hay không? Ngồi như này bật vào mắt. Chú Hiếu ơi, đến giờ tập dưỡng sinh của ông rồi ạ. À, tập dưỡng sinh hả? Cái gì? Đến giờ. Tập dưỡng sinh? Ông tập dưỡng sinh.
Thì tháng trước tôi thấy thầy cũng đỡ, tôi mới thuê cái tốp dưỡng sinh về để huấn luyện cho thầy tập. Bác Hiếu, em nói lại với bác một lần nữa nhé, bác đừng có tự tung tự tác, bác đừng cậy bác là con trưởng mà bác cứ quyết mọi việc như thế nhé. Bác không hề gọi điện hỏi ý kiến bọn em, điện thoại không hề có cuộc gọi lỡ nào. Ông yếu thì để cho ông yếu đi, bác cứ thích đưa ông ra gió làm cái gì. Này, bác ấy thấy thầy ngồi bại liệt thế này, cho tập dưỡng sinh tăng huyết áp đi cho nó nhanh. Cái thằng này ăn nói, mở cái mồm nó muốn vào cái ăn. À thôi, à, nào, đã đến giờ tập dưỡng sinh rồi. Mời các bà, các bác vào đây để tập cho thầy tôi. Nào, nhạc lên nào. Vui cho hết đêm nay, hết đêm nay. Em ơi, tan mình đi uống cho say, uống cho đêm say. Mai đây mình chia tay, quên đi ân tình nồng say, nồng say, nồng say, nồng say. Vẫn biết thế gian nhiều dối trá, giết chết con tim dai khờ, quá dai khờ. Biết yêu đương là nước mắt, anh vẫn yêu em mà thôi. Chỉ mình em là chỉ mình thì em. Anh trao em hết con tim, hết con tim. Đêm đêm, anh mơ sánh bước bên em, cùng dìu nhau đi bài tango. Anh đưa em vào vườn yêu, vườn yêu, vườn yêu, vườn yêu. Cứ ngỡ phút giây tình đắm đuối, sẽ mãi theo anh muôn đời. Khúc hát tăng vô tình chưa dứt, em nỡ ra đi thật xa. Sao lại ra đi? Điều buồn tăng vô, ngân nga cùng đàn xa. Đưa em về chốn nào, giờ còn mình anh lỡ bước. Bước cụt là bị cụt chân. Nhạc buồn đêm nay, ta nâng ly rượu cay. Không ai anh dìu bước cùng, ôi khúc tăng vô lẻ loi. Lẻ loi là lẻ loi. Anh toán tiền cocktail cho vũ đoàn. À dạ, cocktail. À, mời các cụ ra ngoài ạ. Thầy! Thầy, thầy, thầy. Thầy, cái chày da cua. Ồ, con tưởng. Các anh, các chị tưởng tôi ngồi xe lăn là sắp đi rồi đúng không? Sắp chết rồi đúng không? Tôi xin lỗi các anh, các chị. 3-4 tháng nay tôi phải giả vờ méo mồm ngồi xe lăn. Nhưng mà như thế tôi mới hiểu được những núm ruột mà tôi đẻ ra. Tôi kỳ vọng để tôi đặt cái tên là Hiếu Tâm Nhân Đức. Nhưng thật không ngờ, tôi thật không ngờ, các anh các chị hơn 50 tuổi rồi, đến bây giờ tôi mới nhận ra tôi sinh ra những đứa con. Dù đã hai thứ tóc rồi mà chưa hiểu biết sự đời. Con xin lỗi tổ tiên, con không nuôi dạy các cháu thành người. Con xin tổ tiên hôm nay cho phép con được dùng chiếc roi gia pháp để răn dạy các cháu thành người, cho các cháu hiểu thế nào là đạo hiếu. Còn Xoan đâu? Dạ, con đây ạ. Mày vào mang cái roi gia pháp ra đây cho ông. Dạ, dạ vâng ạ. Thầy. Thầy. Bà ơi, tôi xin lỗi bà. Trước khi bà lâm chung, tôi đã hứa với bà, tôi nuôi dạy 4 đứa hiếu tâm nhân đức.
dù không thành ông nọ bà kia cũng thành người. Nhưng tôi chưa làm được điều đấy. Nay bà cho phép tôi dùng chiếc roi gia pháp để dạy bốn đứa con mình cho nó hiểu đạo hiếu. Ông ơi, roi đi của ông đấy ạ. Ông đánh chết cha cô cậu đi ông ạ. Mày mang cái ống luồng ra phang cả họ nhà mày à? Cái roi tao để trên giường thôi mà. Roi ạ, roi để trên giường. Ừ. À, ông có phải cái roi mà nó to như cổ tay mà nó dài 20 phân, ông để trên đầu giường hả? Cái đấy để tọng vào họng mày. Cái đây là cái dùi cui để tối ông bắt trộm. Còn cái roi tao để cái chỗ rất dễ tìm. Ở đâu? Cái roi gia pháp tao đút vào cái túi màu xanh đặt trong cái hộp màu vàng cạnh cái đệm màu tím, bên trái là cái gối màu vàng. Và bên phải nữa là một cái đệm màu xanh lá cây, mày kéo cái rèm màu hường ra sẽ thấy. Thế sao con tìm được ạ? Tao nói xong tao còn chưa biết để đâu đây. Ông ơi. Ông, roi đây ạ. Đúng rồi. Cái roi này. Từ đời cụ tổ tôi để lại cho tôi. Nhưng mà các anh các chị, các anh các chị, từ bé đến bây giờ chưa khi nào tôi đánh dù chỉ một roi. Nhưng ngày hôm nay tôi phải dạy lại để cho các anh các chị biết đạo làm con, đạo làm người. Thầy. Con xin thầy, thầy tha lỗi cho con. Các con ơi, hãy nghe những lời cha dặn. Nhắc người trong chốn nhân gian, nhớ đến ơn sinh dưỡng nhọc nhằn. Chữ hiếu phải vẹn toàn. Một hiếu là thương yêu kính vâng, lấy hiếu tâm khắc ghi trong lòng con. Cha mẹ hiền biết bao, con lớn khôn con quang vinh thành công. Hiếu thứ hai, các con thăm hỏi thường xuyên. Tuổi già như lá thu sống nương con trẻ cậy nhờ, hãy về hiếu dưỡng cha mẹ già. Chén cơm đầy canh rau kính dâng, khi ốm đau thuốc thang dịu nâng. Đừng chia phần anh em gái trai, khi bé thơ ta đã chung vòng. Tròn nhân phẩm ai ơi, để mẹ cha sung sướng tự hào, khi đời khen quý con mình. Hiếu hạnh còn bền vui hơn bao châu, con đã gieo kiếp nay và đời sau. Dầu bạc tiền mà con xấu hơn
nhớ lời khuyên nhủ song thân, phải gắng tu tích lũy nghiệp lành để đừng đau khổ đọa đày. Dù bây giờ con đang xương thân, nhưng kiếp sau chắc đâu con được yên. Làm mọi điều cho mẹ cha tiếng thơm, chứ hiểu tâm mới lưu muôn đời sau. Thầy tha lỗi cho chúng con. Anh ơi, con biết lỗi rồi. Ở ngoài kia bao nhiêu hình ảnh cũng chỉ về nhà cửa đất đai mà anh em chém giết lẫn nhau, vào tù vào tội. Nhưng cái điều đó không phải là bài học cho bốn đứa hiếu tâm nhân đức hay sao? Con biết lỗi con. Thầy ơi, chúng con biết lỗi rồi. Con xin thầy, thầy hãy tha thứ cho anh em chúng con. Thầy ạ. Thầy ơi, vì là bản thân bác và con nghĩ quẩn, con nông cả, con nông nổi. Con xin thầy, xin thầy hãy tha thứ cho chúng con. Nếu như các anh chị muốn tôi chết để bán cái nhà này cho nó dễ chia, thì để tôi chết. Thầy ơi, con xin thầy, con ăn hận lắm, chúng con biết lỗi rồi ạ. Tổ sư bố con này, tao thấp cơm, mày rung vừa thôi cũng tụt tay tao ra. Thầy ơi, tha lỗi cho chúng con. Con biết lỗi rồi thầy ơi. Thầy, con thật là những người bất hiếu, chưa đáp đền được hiếu sinh của cha mẹ. Thầy tha lỗi cho chúng con. Cái việc báo hiếu nó không phải là những cái gì cao sang hay là khó, mà cái việc chính là các anh các chị mỗi đứa dù làm ăn xa mỗi nơi, nhưng khi Tết đến xuân về, đưa con cháu, đưa vợ chồng về đoàn tụ, đấy chính là đáp đền chữ hiếu đấy. Dạ đúng rồi ạ. Biết rồi ạ. Con thề với thầy là riêng Tết năm nay nhá, con bỏ cờ bạc luôn. 5 ngày Tết con sẽ đưa vợ và các cháu về đây ở với thầy, ăn Tết cùng thầy. Mày về nhà tao ở rồi mày mở bát tại nhà tao à? Không, con thề 5 ngày Tết con không chơi. Mày nhớ nha. Dạ, con thật ạ. Thế năm kia đứa nào ăn chốt hạ của tao? Tất cả tại cái ông này này. Ông là anh lớn mà ông chả có quyền uy gì cả. Đáng nhẽ là anh là ông phải có cái quan điểm lập trường, phải quát mắng các em, không nên không phải đập chết luôn. Được rồi. Thầy ơi, được rồi. Con xin phép mùng 2 con đưa chồng con và các cháu về nhà mình ăn Tết thầy nhá. Thầy ơi, năm nay cả nhà con sẽ về ăn Tết sớm hơn mọi năm ạ. 2, 3 chúng con về rồi. Thầy đừng giận. Thầy tha lỗi cho chúng con thầy nhá. Thầy biết năm nay là Covid, làm ăn khó khăn. Không những các con đâu, nụ cười vàng cũng toách. Chẳng qua cái bọn đấy nó giỏi nó mới làm được thôi. Thế thì bây giờ thế này, cái chuyện này sắp Tết rồi, câu chuyện dừng tại đây, không để cho bọn trẻ nó biết. Rồi mặt mũi các anh các chị không giấu vào đâu đâu nhá. Đấy, thầy tha rồi, thầy tha rồi. Thầy nói đúng. Nhưng mà các anh các chị hứa với tôi. Dạ. 2, 3 Tết cúng ông Công ông Táo, tất cả đưa nhau về đây, để năm nay nhà ta cùng đón một cái Tết gọi là Tết Vạn Lộc. Tết đến rồi. Tết đến rồi. Tết đến rồi. We'll be right back.
vẫn đi về qua ngõ nhà em. Chân bước ngập ngừng đầy vơi nỗi niềm. Thương thầm ai ở bên hiên, tóc thề muốn xóa vai mềm. Em vốn dòng da dấu ngoan hiền. Anh vẫn đi về con ngõ tình yêu, chưa dám trao lời vì anh quá nghèo. Thư tình tha thiết bao nhiêu, muốn gửi ai ấy một điều. Ê chối bỏ thêm khổ đau nhiều. Nhớ nhung từng đêm ăn ngủ không yên, tìm bao câu nói êm đềm, mong đôi mặt xin tỏ em tường. Đến khi gặp nhau chưa nói nên câu, nhịp tim như trống liên hồi, không dám dừng chân bước vội vàng. Anh vẫn đi về con ngõ hoàng hôn, cô bác họ hàng mừng em lấy chồng. Anh giờ qua ngõ như không, nghe đàn bò nổ trong lòng, tan vỡ mộng theo lễ tơ. Có những chiều rơi ngập nắng vàng, đi về xóm nhỏ gió miết mang, qua nhà em gái cùng khu phố, liếc mắt nhìn sang bước vội vàng. Anh vẫn đi về con ngõ tình yêu, chưa dám trao lời vì anh quá nghèo. Thư tình tha thiết bao nhiêu, muốn gửi ai ấy một điều. Ê chối bỏ thêm khổ đau nhiều. Nhớ nhung từng đêm ăn ngủ không yên, tìm bao câu nói êm đềm, mong đôi mặt xin tỏ em tường. Đến khi gặp nhau chưa nói nên câu, nhịp tim như trống liên hồi, không dám dừng chân bước vội vàng. Anh vẫn đi về con ngõ hoàng hôn, cô bác họ hàng mừng em lấy chồng. Anh giờ qua ngõ như không, nghe đàn bò nổ trong lòng, vỡ mộng theo lễ tơ. Anh giờ qua ngõ như không, nghe đàn bom nổ trong lòng, tan vỡ mộng theo lễ.